Hết đỗ hồ sơ Lily Hello anh em, thì tôi là Lý Kho Toi đây anh em à. Rất vui vì được gặp lại anh em. Trước khi vào clip thì mình xin phép anh em là shop game của tôi để dưới phần comment cũng như mô tả của video ông nhà anh em. Ngoài ra anh em nào có nhu cầu muốn làm YouTube như kênh của mình cũng có thể liên hệ số Zalo ở phía bên dưới. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Á đủ vãi cả trường đùa nhau à. Mới nhảy dù chưa kịp nút đồ mà có đứa muốn ám sát tôi anh em mà gớm ghê ông nội. Á đủ con bot này đòi ăn ai hả mày? Mày đòi ăn ai hả? Quá là non hề hề. Còn nữa không qua hết một lần đi. Thí sinh tiếp theo à, không còn bot tiếp theo qua lẹ đi, nói thế cho nó nhanh. Thôi thí mẹ nó qua thiệt anh em mà, tha cho em gáy bẩn tí chứ không có ý gì đâu hù hù. Chạy đâu con bot đang dí mà sao lên nhà núp vậy, có chỉnh không he he he. Hai đánh một không chột cũng què nên gáy to luôn, không cần sợ đâu anh em à. Vùng xanh mà có nhiều đây thôi thì nhảm lắm anh em à. À có định anh em mà đề giáp thần trưởng. Ủa tôi quên anh em ơi, tôi quên ghìm cái tâm xuống. Mấy pha máu vàng từ trước tới giờ là do tôi ghìm tâm xuống mới có đó anh em à. Tại nếu tôi bắn bình thường thì nó toàn phút đỏ như pha này thôi, nên tôi sợ anh em xem giết nó bị ngán ấy. Với lại anh em tưởng tôi dùng đồ chơi nữa nên tôi phải cố kìm chế sức mạnh thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Vùng xanh hết địch rồi anh em ơi, nên tôi bay qua bên này, đi săn lẹ lẹ kiếm hai like cho anh em xem đây nè. Đã vậy mà tụi bay toàn xem chùa không tao lại tụi bay. Lách vào né đạn rồi nhảy ra trả sát thương đấy, thấy chưa anh em, toàn mạng dạo này hơi lắc anh em à. Mất cái sọt gun hơi bị cay anh em à, tí tôi quay lại lấy lại cây hàng đóng đó là tụi này xác định luôn. Một thằng nè, mày có phải là cái thằng chơi tập thể tao ở dưới kia không? Má tôi xin nhẹ cái địa chỉ của bọn lúc nãy để trả thù anh em à. Là thằng này phải không? Trời ơi, tụi nó bắn nhau tùm lum túi bụi loạn xà ngầu làm tôi hoa mắt chóng mặt buồn nôn anh em à. Nếu bạn cảm thấy mệt trong người, hãy uống trà Dr. Thanh. Linh mua tôi để ở phía bên dưới nhà ha 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 ha, đùa thôi. Đại ca đã lụm lại được cây đồ long bảo kiếm đã tạm thời bị thất lạc từ lúc bị hội đồng lúc mạng lát anh em à. Giờ thì không có chuyện mạng lát nữa đâu nha. Khứa áo cam là nạn nhân đầu tiên anh em à, he he he, cởi quần ra đi người anh em. Anh em thấy tôi ghê không anh em? Đang bắn khứa này mà tôi liếc khứa kia, quá đẳng cấp luôn anh em à. Cái này giống kiểu gọi là mắt lé. Ủa nhầm, tôi lộn anh em à. Cái này phải gọi là dương đông kích tây đủ, má kêu mắt lé nó phèn vãi cả trường. Có thằng nào cưỡi xe lông nhông vậy trời. À rồi, kiểu này của tôi rồi anh em à. Làm gì có ai KS được kiểu của ông trùm KS, he 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 he. Thôi dẹp mẹ luôn đi, đéo thèm nói nữa. Cục thật sự rồi đó anh em à. Bật chế độ nghiêm túc rồi nè. Nhưng mà cuối game mà vẫn chưa nâng cấp được cây sọt gun là thấy lõ lõ rồi đó. Nhưng mà không sao đâu anh em à, có thể anh em cầm khẩu sọt gun một nấc này anh em có thể dén tay vì nó yếu. Nhưng mà tôi thì khác, một nấc là quá đủ rồi, tại vì tôi có hào quang nhân vật chính chiến đi, sợ cái đéo gì. Xin nhẹ bộ răng liền đẹp trai còn bán hay nữa, mà anh em không like thì tôi cũng chịu ở đấy. Nếu mà tôi không bị lé thì hình như trong nhà này có địch thì phải anh em à. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ôi bạn ơi! Ủa cái tên đó là như nào vậy Huy? Có thật không vậy Huy? Hay là tối nay Huy cầm đèn pin qua nhà thầy, thầy cho Huy thấy củ nhân sâm siêu to là như thế nào nha? Cho Huy mở mang tầm mắt luôn chứ Huy nổ hơi to rồi đó. Chắc đẻ trong hố bom Huy nhỉ. Ờ kìa, nó trốn sau gốc cây, tôi không gạt được anh em mà cay thế nhờ. Qua gạc lẹ chứ để nó cứu mất một kill thì phí lắm anh em mà. Đằng sờ cấp cứu đồng đội thiệt á chớ. Thôi thì trận sau cứu tiếp nhà em gái. Đồng đội đang bắn thằng nào kia anh em à. Để tôi canh me hút kill. Trả thù lúc nãy khứa đó bú kill của tôi anh em à. Á đủ có cái bệ phóng đẻ phóng qua luôn cho nó chiến anh em à.
Á đù nó chạy đâu mất mịa rồi anh em à. Nếu tôi đoán không lầm thì chỉ có thể là nó núp ngay cái ống cống dưới này anh em mà sao mà thoát được. Á đù đéo con luôn à rồi thì ra là bụi cỏ biết đi à nha, tao thấy rồi đó. Đù thấy chưa anh em, sọt gút một nấc anh em thấy yêu chứ nó vào tay tôi thấy nó như cước. Rồi còn có một đứa thôi anh em à, cây sọt gôn một nấc như này mạnh vãi cả trường nên tôi nghĩ là tôi sẽ dùng chảo để lộm đứa cuối cũng nha anh em. Game toàn bot nói thế cho nó nhanh.